Mới về được một thùng iPhone, cho nên là mình vừa mới khui ra đây để mình xem là iPhone gì đây mà thấy khá là nhiều. Nói chung là mấy chục cái. Hàng này là hàng loại to rồi. Nhìn sơ qua thì thấy là hàng loại to và ba mắt rồi. Chính xác là như vậy. Đây, hàng loại to ba mắt. Và không những là màn hình to 6,5 mà bộ nhớ lại còn to nữa cơ. Đấy, thấy 512 GB đây này. Thì con này là 11 Pro Max rồi các bạn nhé. 11 Pro Max 512 GB. Máy thì chuẩn zin ok và có ngoại hình khoảng 9899 thôi. Nói chung hàng này nó phải nhẹ, chính vì vậy giá mình nghĩ sẽ rẻ thôi, rẻ hơn là hàng 99 với hàng keng một chút. Tuy nhiên thì những cái mặt hàng như thế này thì đảm bảo cái tiêu chí là nó zin nguyên con, chuẩn chỉ ok cho bạn xài dài lâu nhé. 11 Pro Max này màn hình to 6,5 in pin trâu máy chất, và đây là những chiếc máy zin có bộ nhớ tới 512 GB, thì có thể nói là lưu trữ tất cả mọi thứ trên đời này, nếu như các bạn thích đều lưu vào được, không sợ đầy đâu. Chắc chắn với các bạn một điều như thế, không sợ đầy. Và đây là màu xanh rêu, thì mình thấy là tình hình là máy zin nguyên bản nên là cũng có chảy xước một vài chỗ. Điều này cũng hết sức là bình thường bởi vì là máy cũ chứ không phải là máy mới. Và sản phẩm 11 Pro Max 512 GB mà nói thật với các bạn giá chỉ có là 11 triệu 500 thì nó có chảy nhẹ vài vết mà zin chuẩn ok, bảo hành 6 tháng thì cũng là một mức giá đáng mua các bạn nhé. Đây là một con 512 GB màu xanh rêu, đẹp zin chuẩn mà giá của nó là 11 triệu 500 thôi. Thật sự một mức giá rẻ bằng với lại 64 GB đấy, bằng với lại 64 GB thôi. Thì chính vì vậy thì nó có chảy xước vài vết nhưng mình vẫn cam kết là zin chuẩn cho các bạn nhé. Như vậy quá yên chí. Rồi để mình kiểm tra tiếp vì khá là nhiều, mình thấy là tới mấy chục máy cơ. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lựa là những con hàng xịn sò nhất để bán cho khách hàng. Tiếp theo đây là 256 GB, mình thấy ghi là 256 GB đây thì chắc là ghi đúng thôi. Và cũng thế thôi, cũng là máy kiểu như phẩy, nhưng mà phẩy đẹp. Thì các bạn biết là cái dòng phẩy đẹp nó là hàng zin nhưng mà nó có chày nhẹ một vài vết thì gọi là hàng phẩy, mà phẩy nhìn còn đẹp cho nên mới gọi là phẩy đẹp các bạn nhé. Đấy, nó đánh giá nó phải chính xác như thế. Và các bạn biết rồi đấy, bên mình bán iPhone thì chỉ bán iPhone zin quốc tế và sẽ bảo hành rất là lâu dài, 6 tháng đổi nếu là lỗi. Như vậy các bạn cứ yên tâm. Hàng hóa thì mình về thường xuyên ngày một, cho nên là có thể hôm nay còn một cái nhưng vài bữa nữa lại về một đống. Chính vì vậy các bạn mua cứ thoải mái, lỗi thì mình đổi cho các bạn nhé. Và không có lỗi thì đương nhiên là may mắn quá rồi, thì cứ thế mà dùng thôi. Và xài chán thì bên mình vẫn nhận nâng cấp lên đời, thu mua lại hết. Chính xác, ngoài tem ghi 256 thì trong này cũng là 256. Và 256 thì chắc chắn rẻ hơn 512. Và 256 này thì mình sẽ bán cho bạn là với giá là 11 triệu 200 nghìn. 200 nghìn. Thực tế ra bằng với lại giá phiên bản 64 thôi nhá. Lý do là ngoại hình nó khoảng 9899, nó có phẩy nhưng mà hàng rất đẹp và zin, bảo hành 6 tháng. Như vậy quá yên tâm. Nói chung đẹp lắm. Hàng xấu của bên mình đây thì cũng bằng đẹp của nhiều nơi lắm các bạn ạ. Nên là cứ thoải mái mua. Và bên mình bán là báo giá máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship nhé. Và cái đợt hàng này thì thật sự là zin chuẩn, các bạn yên tâm. Đây thêm một con 256 màu xám đen nữa. Và giá cũng là 11 triệu 2. Do là số lượng rất là nhiều nên là các bạn cứ thoải mái đặt hàng mua đi. Mình sẽ lựa những con chuẩn chỉ nhất để bán cho các bạn. Còn con nào không chuẩn chỉ thì mình sẽ bách hàng lại cho đối tác của mình thôi, không có gì cả. Bởi vì mình là người đứng ra chịu trách nhiệm và mang uy tín ra để buôn bán, cho nên các bạn cứ yên chí. Đây, chẳng hạn như con này thì mình thấy báo pin sạc vích này. Pin sạc vích tức là pin bảo trì rồi đấy. Thì những cái con như thế này chắc chắn mình sẽ phải thay pin. Và thay pin thì mình đều cộng tiền pin các bạn nhé, chứ mình không thể nào thay free cho các bạn được. Những con không báo sạc vích thì chắc chắn là pin zin nó còn xài ok, ngon. Đấy, cho nên mình phải nói rõ. Và những con báo sạc vích, báo bảo trì thì chắc chắn rồi mình sẽ phải thay pin. Và thay pin xong thì mình xin phép đối với dòng này là mình sẽ cộng thêm là 550 nghìn. Tiền đó là tiền pin thôi chứ chưa có công thay đâu. Bên mình bỏ công ra thay hỗ trợ cho khách nhé. Cho nên bạn nào kỹ có thể lấy những con thay pin thì rất là ok. Như con này đây này, mình thấy rất đẹp. Nó chỉ có một vài vết nhẹ nhẹ ở sườn thôi. Đấy, rất nhẹ thôi, phải cực đẹp đây. Và giá thì chắc chắn rồi, sau khi cộng pin thì nó phải là 11 triệu 700. Bởi vì quá yên tâm, được thay pin trâu, pin dung lượng cao các bạn nhé. 11 Pro Max bản chất của nó pin đã ngon rồi, pin đã trâu rồi, mà thay pin dung lượng cao nữa thì lại càng trâu càng chất. Rất là ok. Và 256 GB màu xám đen.
giá bán là 11,2 triệu và thay pin vào là thành 11,750 triệu. Lý do là mình sẽ cộng 550.000 tiền pin. Các bạn tự đi thay thì thật sự ra pin nó phải từ 700 cho đến 900.000, tùy theo giá của mỗi nơi họ lấy. Nhưng mà bên mình thì hỗ trợ nên là ai mua máy mới được giá đó thôi. Còn tất cả những bạn mà mang máy đến thay thì mình vẫn tính theo như giá thị trường thôi các bạn nhé. Ok, tiếp theo là có một con 512GB và cũng tình trạng cũng bị battery service, tức là bảo trì đấy các bạn. Đây thì 512GB và con này lại là màu gold. Và con này thì ngoại hình mình thấy cũng khá đẹp, khá đẹp. Nói chung hàng cận 99 luôn nên cực kỳ đẹp. Có một vài vết chảy nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể. Và hàng phải đẹp thì cũng rất là ok. 3 camera sau và bộ nhớ 512GB. Đó, 11 Pro Max các bạn nhé. Nói chung 512GB thì hàng cũng tương đối hiếm, lâu lâu mới có một đợt thôi. Thì ai kết thì chúng ta mua và chắc chắn rồi nó không có nhiều đâu. Rồi, thì pin của nó bảo trì rồi thì phải thay pin, thì đồng nghĩa việc là phải cộng 550 nhé. Chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu thôi. Và giá bán sau khi mà đã thay pin trâu cho các bạn luôn, nó sẽ là 12.500.000. À, 12.050.000, mình nhầm. Đấy, 12.050.000, tức là 12.000.000 rồi nẻ thêm 50 nữa nhá. Đấy, ok, rất là rõ ràng. Và tiếp theo nữa đây. Tiếp theo thì có cái gì nữa đây? À, tiếp theo là có 12 Pro Max nữa các bạn ạ. Như vậy là hôm nay về toàn iPhone xịn sò thôi, chất lượng và cũng là hàng zin đẹp 9899 phải nhẹ nhưng mà cam kết là chuẩn zin đây. Các bạn như thấy sườn nó cũng tăm tăm này các bạn này. Đấy, hàng này thì nó chắc chắn là zin rồi, chứ không thể nào mà là hàng thay vỏ, chả ai đi lấy cái vỏ tăm tăm vào thay vào đây nhá. Đấy, quá yên chí. Và 12 Pro Max con này thì nó bị hết pin nên là mình không có kiểm được là bộ nhớ bao nhiêu. Ok, thôi chúng ta sẽ bàn sau đi. Sẽ bàn sau, vì không thiếu máy để bán nên là cái nào chưa thì cứ từ từ. Ok, tiếp theo nữa đây. Đây, như cái này có ghi là 256GB này các bạn. Thì mình nghĩ là 256GB rồi. Và cái đợt hàng này là đợt hàng phải nói là hàng phải đẹp, hàng nhỡ, rất là ok. 256GB thì giống như cái mặt hàng hôm qua mình có về được mấy cái đấy. Mình bán là 15.800.000 thì dĩ nhiên hôm nay cũng thế thôi. Cũng là chuẩn zin quốc tế ngon lành. Và nhiều khách mua quá nên là mình lại lấy thêm. Vì hôm qua về được có mấy cái nó không đủ nhá. Đấy, 256GB đúng luôn. 12 Pro Max màu xanh 256GB. Và giá bán cho các bạn là giá chuẩn luôn, 15.800.000, rất là ok. Bảo hành cho các bạn 6 tháng. Mua để sử dụng dài lâu các bạn nhé. Rồi, tiếp theo nữa cũng là 12 Pro Max. Cũng chắc chắn cũng là 256 thôi. Và 15.800.000 là một mức giá chuẩn đối với một sản phẩm máy zin chất ok, bảo hành đến 6 tháng. Bên mình bán thì tất cả sản phẩm sẽ không tặng phụ kiện và không bao ship. Phí ship thì mình sẽ thu theo giá trị của máy vì có phí bảo hiểm nên rất là đắt các bạn nhé. Chống chỉ định với mấy anh mà keo keo mà nói là không muốn chi phí ship thì thôi, chắc chỉ mua ở gần nhà thôi, không mua được của mình. Đấy. Chứ còn lên bình luận hay góp ý hay nói cái gì đi chăng nữa thì mình cũng không bán cho đâu. Ok, và có một con này chắc đối tác của mình vận chuyển hay làm như thế nào đó, làm bể kính này. Thì như những cái sản phẩm như thế này thì chắc chắn mình loại vì bên mình không bán. Đấy, mình loại, còn rất tiếc con này 256GB màu gold. Đây, bể kính lưng các bạn nhé. Chứ màn hình thì ok, không bể, lành lặn nha. Như thế này là có thể là các đối tác của mình sẽ lỗ rồi đây. Đấy, ok, mình sẽ trả lại. Những cái sản phẩm như thế này thì chắc chắn trả lại rồi. Nhưng mình cũng không chịu đâu, vì là mình quay video còn nguyên si như thế này. Đấy, nếu mà cự cãi với mình thì bảo là do mình làm vỡ thì mình sẽ đưa video này cho xem. Có thế thôi. Nói có sách là Mac là luôn luôn phải có chứng. Đây, như con này ok, lành lặn, chuẩn 256 màu gold đây. Và 256GB màu gold thì mình sẽ bán là 11.400.000. 11.400.000 con này, để xem pin ok không. Pin ok, không có bị báo bảo trì. Để kiểm tra cho chính xác đi. Đúng rồi, con này pin ok, không có báo bảo trì. Đối với những dòng này pin ok không báo bảo trì thì các bạn cứ xài bình thường nhé. Xài ngon, khi nào bảo trì rồi chúng ta thay. Đấy, và giá bán là 11.400.000. Thật sự giá bằng với lại sản phẩm 64GB thôi. Nó hơi phải nhẹ tí thôi nhưng mà nó nguyên zin chuẩn quốc tế. Các bạn xài dài lâu nó rất sướng. Giá nó hợp lý. Rồi, đây ok, tiếp theo. Tiếp theo thêm con màu gold 256GB nữa, bộ nhớ 256 nhá. 11 Pro Max, chạy iOS 17 luôn. Chung là máy vừa nhập về chưa kịp cả làm đẹp, chưa kịp cả vệ sinh.
Đấy, rất là chất lượng, ok, ngon lành. Và giá bán cũng là 11.400. Con này thì pin cũng còn pin zin xài được, chưa có bảo trì là xài thôi. Rồi tiếp theo thêm con nữa, sáng láng luôn, màu gold. Vậy là hôm nay về 256 ghi màu gold rất nhiều các bạn ạ. Ok, con này thì không, à đây, đang lên, lên sau thì xem sau. Rồi còn một chồng đây nữa, mình xem hết cho các bạn nhé. Với lại xem luôn để xem có cái nào vỡ không, còn loại ra chứ kiểu này chết rồi. Cả một thùng hàng vỡ hết một cái là coi như là không, các đối tác mà cãi không đổi cho là mình lỗ. Cho nên là mình phải quay video, đấy, làm bằng chứng. Có bằng chứng tình yêu rồi thì không ai cãi được. Ok, con này là màu xanh rêu, 256. Thì chắc chắn rồi, cũng giá là 11.200. Và con này pin ok nhé, không có bị bảo trì. Đấy, tất cả con nào pin ok thì bạn cứ xài, còn không ok cộng vài trăm tiền pin cho mình nhé. Đây, con này thì chưa có active vào, nhưng mà nó lành lặn ok rồi, thì cũng giá là 11.400. Đấy, 11.400. Pin không ok thì thay pin thì trả thêm tiền pin là được, có thế thôi, chả có cái gì cả, bởi vì nó rõ ràng sàng phẳng mà. Thay pin thì được pin mới, yên chí, và đương nhiên là phải trả thêm tiền pin, vì mình cũng phải đi mua pin về thay. Chứ dám mà đi ra ngoài vườn mà trồng pin được thì cũng trồng ấy, nhà trồng ấy ít rồi bán thay vào cho anh em xài cho sướng. Bán rẻ cười tít mắt hết với nhau, cả nhà cùng vui, cả làng cùng vui, nhưng mà không trồng được. Rồi ok, tiếp tục lại là 256 ghi màu xanh rêu. Đấy, con nào không có pin thì mình sẽ kiểm tra ngoại hình trước xem có bể vỡ gì không, mình loại. Tiêu chí là kiểm, đây như con này pin dịch vụ này, dịch vụ tức là bị bảo trì đấy. Đấy, chứ không phải dịch vụ là ngon đâu nhá. Rồi ok, và cái sản phẩm này thì chắc chắn sẽ thay pin và cộng 550 thì nó thành là 17.050.000. Đấy, 17.050.000 nhá. Vì là cộng thêm, à đâu, 11.750.000 các bạn ơi. Báo nhầm anh em vào lại bình luận chửi loạn lên thì chết. Tức là 11.200.000 cộng 550 tiền pin. Đấy, như đây con này cũng màu xanh rêu nữa này. Vậy 256 ghi hôm nay là áp đảo luôn, là màu xanh rêu với màu gold nha. Vậy là anh em biết phải làm gì rồi đấy. Đây, như con này anh em nào muốn lấy pin zin thì chơi con này, chưa phải thay. 11.200.000. Đấy, mình bán rất rõ ràng, đều trừ tiền pin ra hết, để cho anh em nào thích lựa cái loại thay pin để cho yên tâm xài lâu thì thay. Còn không thích thì có thể xài 8 tháng, 1 năm, hơn năm rồi chúng ta tự thay. Khi nào mà nó kém thì chúng ta thay nhé. Đấy, rõ ràng rành mạch, bán rất là ok chứ không có giấu giếm gì cả. Và phí ship thì cũng nói thẳng luôn là phí nó rất đắt. Đây, mọi người muốn biết là phí ship của 11 Pro Max này bao nhiêu tiền không? Mình nói luôn nhé. Lý do sản phẩm này là nó trên 10 triệu thì phí bảo hiểm của nó là 1%. Con này xấp xỉ là 12 triệu. 11 triệu mấy thì gần như là 12. Cứ tính chẵn vậy đi cho dễ thì phí ship 1% nó đã là 120 tiền bảo hiểm. Cộng với tiền 60 tiền phí ship như vậy vị chi là nó khoảng là 178. Mình hay cộng của anh em là 178 đối với sản phẩm 11 Pro Max nhá. Đấy, đấy mình nói rõ luôn. Và ai ok thì chúng ta mua. Tránh tình trạng mua về xong mới phàn nàn với mình là tiền ship đắt quá này kia. Đấy, nói chung cũng tội mình. Vì là mình buôn bán, mình thì lại buôn bán rất là thật. Có nghĩa là nhập hàng zin là chẳng hạn như giá là 11 triệu về bán 11.200.000 thì mình chỉ biết mình lãi 200 thôi. Chứ đằng này các bạn bắt mình bao ship, mình mất 180 thì lãi 20 thì mình không biết mình làm cái gì nữa. Lúc đấy lại chuyển thành làm vì đam mê. Làm vì đam mê xong về bắt đầu đi làm, tối lại đi làm thêm cái việc gì đấy để kiếm tiền à. Mà khổ cái thì mình lại không làm thêm được buổi tối. Đấy, không có vốn tự có cho nên là khó lắm. Đấy, cho nên là buộc phải kiếm lãi từ bán điện thoại. Ví dụ lãi 200.000 một máy, ngày bán được 30 máy cũng có 6 triệu. Ăn trên số lượng nhiều các bạn nhớ, chứ mình không có ăn theo kiểu như bán 3 cái thôi, mỗi cái lời 2 triệu là được 6 triệu, mà mình phải bán tới 30 cái đấy. Vất vả lắm các bạn. Và trách nhiệm nặng lắm, bảo hành 6 tháng. Mà các bạn cứ tưởng tượng đi. Ví dụ một ngày mình bán là 30 cái thì một tháng là mình bán 900 máy. Trong vòng 6 tháng thì mình sẽ bán ra thị trường là 5.400 máy. Mà 5.400 máy đấy đâu phải là nó không có lỗi. 5.400 máy đấy có thể là nó cũng sẽ phải lỗi 1-20 máy. Đó cũng là cái chuyện thường tình mà mình phải đổi cho các bạn. Đó, đó là cái mình giữ uy tín để tiếp tục tháng sau mình lại bán 900 máy. Cho nên là phải trôi 6 tháng ok rồi thì lúc đó lỗi thì các bạn mới phải bỏ tiền ra sửa thôi. Đấy, chính vì vậy cho nên là mình bán là phải có lãi. Chứ còn bây giờ mọi người cứ đấu tranh, mọi người cứ gọi là bình luận, bình phẩm kêu mình lấy phí đắt.
rồi này kia, bảo mình móc tiền túi ra mình bù ở đây thì mình không làm được, vì nói đấy như vừa nãy đã nói, không có vốn tự có để tối đi làm thêm, cho nên là buộc phải kinh doanh điện thoại có lãi thì mới duy trì được shop. Và hàng đó mình chỉ có trách nhiệm là về hàng zin, hàng chất và về số lượng cho các bạn mua. Các bạn thấy vài hôm là yếu yếu hàng, cái mình bơm vài ngày cái hàng 11, 12 Pro Max vậy, gọi là đông như quân Mông, cho các bạn mua như thế không sướng à. Và yên tâm rằng là con nào lỗi thì được đổi. Đấy, không sợ không có hàng để đổi đâu. Bởi vì có thể có những cái có một cái ngày hôm nay, ngày mai mình lại ồ ạt mình về một thùng. Đấy, luôn luôn sẵn hàng để phục vụ cho các bạn nhé. Hy vọng rằng là các bạn chỉ cần là nhấn like, rồi yêu mến, ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, để lại bình luận tốt là được rồi. Chứ còn đừng có thắc mắc về những cái chuyện mà tiền phí ship hay tiền nọ tiền kia. Các bạn cứ thử suy ngẫm một phút, các bạn đưa ra một cái phép tính nhân chia cộng trừ, các bạn cộng tiền máy, cộng tiền phí ship, cộng tiền dán ốp, cộng tiền bộ sạc vào đi. Nếu thấy vẫn hợp lý, giá cả cũng hợp lý với những shop khác thì các bạn mới mua, còn không thì thôi. Bởi vì những con số nó sờ sờ ra đấy các bạn nhé. Đó, và cái tiêu chí đánh giá phí ship là mình cũng nói rồi đấy, 1% phí bảo hiểm. Tức là máy 5 triệu thì sẽ tốn 50.000 tiền bảo hiểm, sau đó cộng với lại khoảng 50.000 tiền ship nữa là nó máy 5 triệu thì là 100 tiền ship. Và máy 6 triệu là 120, bởi vì 6 triệu là mình sẽ cộng 60.000 tiền bảo hiểm và 60.000 tiền ship. Đó, là thành 120. Đấy, mình thấy có bạn là thắc mắc là máy 6 triệu là lấy tới 120 tiền ship. Thật sự là 1% tiền bảo hiểm rồi, cho nên là máy mười mấy triệu thì đã trăm mấy tiền bảo hiểm. Và có những bạn mua những chiếc đây 12 Pro Max giá 15.8 triệu thì nó đã hết 160 tiền phí bảo hiểm hàng hóa rồi, sau đó thêm 60.000 tiền ship nữa ra thành 220. Đấy, không có bất công đâu các bạn ạ. Người ta đóng gói rất là kỹ lưỡng và chẳng may mất người ta đền. Chứ còn bây giờ có một số bạn bảo mất là người ta đền cho shop chứ không phải đền cho chúng tôi, thì mình lại trả lời luôn như thế này để cho thỏa đáng luôn nhé, chứ mình không nói thì nhiều khi cứ nói tới nói lui rồi cãi nhau trên mạng xã hội nó mất vui. Đấy, và mình nói thật với các bạn là như thế này, mất nó đền cho shop thật đấy. Nhưng mà nói thật này, các bạn không mua của shop, shop đâu có phải đi gửi cho các bạn làm gì để mà mất, đúng không? Nên là bạn nào mua thì người đó phải chịu tiền ship. Như là mình đã cắt nghĩa rồi, mình chỉ biết mình lãi 200 một máy, là buộc phải lãi được 200 mình mới bán. Bởi vì cái máy nói thật bỏ ra mười mấy triệu tiền vốn, lãi 200 là rất ít rồi. Còn nói thật, những cái máy mà bán cho các bạn 1,5 triệu đây này, chẳng hạn như 1,5 triệu này, lãi được 70-80 nghìn một máy. Đấy, ăn số lượng thôi chứ ăn được bao nhiêu cho lắm. Mà các bạn thắc mắc vậy, thế mình phải bù tiền ra mua bảo hiểm 100 mấy một cái máy này rồi. Ok nhá, được thôi. Nhưng mà lúc đó mình không lãi thì mình bán làm gì? Đấy, mình bán làm gì nữa? Thôi, nói chung là đôi lời chia sẻ nhẹ nhàng với anh em như vậy. Anh em thấy được thì chúng ta mua, còn chẳng được thì thôi. Anh em nào tiếc rẻ vài đồng tiền ship hay nọ kia, chúng ta có thể lựa chọn mua ở sát nhà chúng ta mà. Chúng ta đâu có cái gì đâu, ai làm gì chúng ta để đến nỗi oan ức mà phải lên trên mạng kêu oan rồi bình luận rồi nói này nói kia, đúng không? Đấy, có oan ức gì đâu, bởi vì tiền mình kiếm ra được thì mình tiêu nào đó việc của mình. Mình không muốn mua online, không muốn mất tiền phí ship thì mình đổ xăng vào xe máy, xe hơi rồi mình chạy ra đầu ngõ đấy rồi mình mua là xong. Đơn giản như thế, một cái việc nó phải nói là chả có đáng để mà phải mang ra mổ xẻ mãi rồi cãi nhau mãi, đúng không? Còn về cái việc mình không chụp ảnh qua Zalo ấy, thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần là do mình bận. Mình là không phải chỉ bán điện thoại không thôi, bán điện thoại không chỉ lấy cám ăn thôi các bạn ạ. Cho nên là mình làm nhiều thứ việc khác. Bán điện thoại không chỉ đủ nuôi cơm 3 bữa thôi. Người ta có một cái câu nói là cái gì đấy? Làm thầy nuôi vợ mà làm thợ thì chỉ nuôi thân. Mà riêng về cái nghề bán điện thoại này á, mà để xây được nhà, để mua được đất, để mua được ô tô đi á, thì không được. Cho nên mình làm một lúc 3-4 nghề, còn tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, nên là mình bận chứ không có cái gì cả các bạn nhá. Đây, chứ còn máy của mình nhiều lắm. Và bạn A không mua thì chắc chắn lại có bạn B mua. Mà bạn A, bạn B không mua nữa thì mình nghĩ là có bạn C, bạn D lại cũng mua của mình thôi. Đấy, bởi vì mình có hàng và mình về thường xuyên. Đã thế mình bảo hành cực kỳ uy tín, 6 tháng lỗi mình đổi mình có sửa chữa đâu, như vậy không yên tâm à? Đấy, thế thì đắn đo suy nghĩ với mình vài cái đồng tiền ship làm cái gì hả các bạn? 1 năm, 2 năm, 3 năm, có những người 4 năm rồi mua một cái sản phẩm của Nhật Nam xài vẫn tốt. Đấy, gửi lời tin nhắn cảm ơn, những cái lời người ta cảm ơn á, thì người ta gửi tin nhắn âm thầm cho mình không à, người ta đâu có lên kênh người ta nói. Còn có một vài ba cái phần tử, mình nói là ngày nào cũng lên rảnh hơi xong rồi giang hồ mõm rồi lên rồi gõ phím bình luận nên gây ức chế. Còn có một số bạn thì không nhìn thấy cái vấn đề đó, thì bắt đầu vào lại tưởng là mình thế nọ thế kia.
Đấy, thế là các bạn ạ, xã hội phải nhìn được nhiều khía cạnh, đôi khi mắt thấy tai nghe cũng chưa phải là sự thật, cho nên là chúng ta làm gì cũng vậy, ok, chuẩn, và phải chính chúng ta đặt vào vị trí của người bán hàng nữa chúng ta mới cảm nhận được nhá. Các bạn cứ thử đi làm không vài ngày đi rồi các bạn biết. Đấy, rồi các bạn cứ đi gánh chịu những cái sự oan ức rồi đổ đến trên đầu mình đi rồi các bạn mới biết. Đấy, nó sự thật nó quý giá đến như thế nào. Rồi, nhưng mà thôi, nói đến như thế thì và mình nghĩ cái clip này thì cái người mà gọi là chậm tiêu nhất thì chắc là xem cũng hiểu và sẽ ok và chắc chắn là sẽ nhấn like ủng hộ cho mình rồi. Chứ đối với một người bán hàng đàng hoàng tử tế và mặt hàng nhập về nhiều như mình mà không like, không chia sẻ, không đăng ký kênh thì nó thật chả đâu xứng đáng nữa các bạn ạ. Rồi, một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn vì các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ. Mình chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau các bạn nhé.